Xin chào các em, chào mừng các em đã trở lại với Kiến Guru. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, thầy có một câu đố dành cho các em như sau. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, thì vô tình chú Nam đã để một ống bê tông rơi vào một hố lớn. Ống bê tông này có khối lượng khoảng là 200 kg, nghĩa là trọng lượng của nó phải lên tới là 2000 N. Chú Nam muốn đưa ống bê tông này lên khỏi mặt đất, nhưng một mình chú thì không thể nào mà nâng nó lên được. Thay vào đó thì chú đã nhờ thêm 3 người bạn của mình để gộp sức lại nâng ống bê tông này lên theo phương thẳng đứng. Biết được rằng lực nâng tối đa của mỗi người có thể nâng được đó chính là 400 N. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu 4 người này có thể nâng được ống bê tông này lên mặt đất hay không? Các em hãy suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho mình nhé. Thầy sẽ quay lại cùng với đáp án sau vài giây nữa thôi. Để tìm ra được câu trả lời chính xác nhất và thuyết phục nhất cho các em, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số nội dung trong bài học ngày hôm nay để từ đó đưa ra một câu trả lời chính xác nhất. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một số loại máy cơ đơn giản. Để tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên, thầy sẽ thay ống bê tông bằng một vật nặng và trọng lượng của vật này chúng ta đã xác định được ở các bài học trước, đó chính là 0.5 N. Mục đích của thí nghiệm này đó là thầy sẽ xem cường độ lực nâng thầy dùng để nâng vật nặng này lên khỏi mặt bàn như thế nào so với trọng lượng của vật đó. Và các em nhớ, thầy sẽ nâng vật này lên theo phương thẳng đứng. Các em hãy chú ý quan sát nha. Các em thấy cường độ lực nâng này như thế nào so với trọng lượng? Dựa vào lực kế thì các em có thể biết được rằng là cường độ lực nâng sẽ bằng với trọng lượng của vật này. Và nếu thầy tác dụng một lực lớn hơn trọng lượng của vật thì ta vẫn có thể nâng được vật này lên. Vậy từ thí nghiệm này thầy có thể kết luận được rằng để có thể nâng được một vật nào đó lên khỏi mặt đất thì bắt buộc cường độ lực mà ta tác dụng phải lớn hơn hoặc bằng trọng lượng của vật đó. Với kết luận vừa rồi từ thí nghiệm, chúng ta hãy quay lại với câu hỏi ở đầu bài và tìm ra đáp án của câu hỏi này nhé. Chúng ta đã biết được rằng cường độ lực nâng tối đa của mỗi người là 400 N. Vậy của tổng 4 người sẽ là 1600 N. Đó chính là cường độ lực nâng tác dụng lên ống bê tông. Và nếu thầy so sánh nó với trọng lượng của vật thì rõ ràng nó nhỏ hơn. Từ đây, ta có thể kết luận được rằng chú Nam và những người bạn của mình sẽ không thể nào nâng ống bê tông này lên khỏi mặt đất theo phương thẳng đứng. Vậy, có cách nào khác có thể giúp chú Nam và những người bạn của mình có thể nâng được ống bê tông này lên hay không? Thật ra chúng ta có cách các em nhé. Vậy cách đó là gì? Thì sau đây chúng ta sẽ được tìm hiểu. Trong thực tế, để dễ dàng cho việc di chuyển hay nâng một vật lên một độ cao nào đó, cụ thể ở trong trường hợp này là ta sẽ nâng một ống bê tông ra khỏi hố, thì ta có thể sử dụng các loại máy cơ đơn giản. Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp cho công việc của chúng ta thực hiện một cách dễ dàng hay nhẹ nhàng hơn. Và trong thực tế, ta có một số loại máy cơ đơn giản như sau. Đó chính là mặt thẳng nghiêng này, đòn bẩy và rong rong. Và ở trong trường hợp của chú Nam thì chúng ta có thể áp dụng 3 máy cơ đơn giản này để giúp chú có thể nâng ống bê tông này lên. Và cụ thể, các cách này sẽ được thực hiện như thế nào hay là thiết kế ra sao thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ở các bài học tiếp theo. Còn bây giờ, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em!